Xin chào mọi người, bây giờ là xuân sang Tết đến, cơ thể con người cũng đã đạt đến thời điểm bổ sung tốt nhất. Hôm nay, sao mang đến cho mọi người một con ba ba vàng thơm ngon bổ dưỡng dưỡng sinh, mua ba ba từ vựa ba ba Sài Gòn để có giá thành tốt nhất. Bước đầu tiên là cho ba ba đã xử lý trước vào nồi nước lạnh, thêm muối và mì tiêu và đun sôi, lấy sạch bọt nồi và nhất đều. Bước thứ hai vào nồi, vào dầu để làm nóng cho ba ba vào và chiên cho đến khi bề mặt khô, lấy ra và để dầu chờ sử dụng. Bước thứ ba vào nồi vào dầu, cho biến thực vào, ba ba sốt hấp hương xào điều xào hương nhanh chóng ra khỏi bữa ăn. Hoạt động đơn giản. Đun sôi sốt đã hoàn thành với nước, tỷ lệ nước sốt và nước là 1:3. Sau đó đổ vào nồi áp suất, nhấn 5 phút sau khi lên khí. Bước 4, đổ ba ba ướp vào nồi, cho gừng vào, đậu que luộc sắt nhỏ, màu đỏ, bỏ giữa chuột ngâm ớt. Sau khi đốt cho đến khi ngon, thêm giấy, gừng vụn và hương đầy đều. Lấy nồi ra và đóng gói trong nồi hầm, đặt mai ba ba ở giữa. Nồi hầm thêm nắp lên lửa, sau khi đun sôi đổ rượu trắng lên lửa là được. Bằng cách này, một món ba ba thơm ngon đã hoàn thành. Chúc bà con ăn Tết vui vẻ.